Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dragon Finance. Hôm nay tôi sẽ nói về ba cái chiến lược mà đã ăn uống mà giảm cân dọn mỡ đón Tết năm 2025 dành cho các bạn. Đầu tiên á, là cái việc mà ăn đủ 3 bữa một ngày. Cái vấn đề này nó rất là quan trọng, các bạn biết tại sao không? Tại vì á, khi á, mà giả dụ như á, là các bạn ăn, ví dụ như là các bạn đang muốn giảm cân mà cái lượng calorie mà mỗi ngày á, mà các bạn ăn bình quân á, nó khoảng tầm 1.500 calorie một ngày đối với nữ hoặc là 2.000 calorie đối với nam. Bây giờ tôi đặt giả dụ như á, là 2.000 calorie đó hay là 1.500 calorie đó các bạn dồn vô mà các bạn ăn chỉ có 2 bữa, thì đây là một cái câu chuyện rất là khác. Nếu mà bạn ăn 1.500 calorie mà các bạn dồn vô khoảng 2 bữa thì mỗi bữa là có phải là các bạn ăn khoảng tầm là 750 calorie. Như vậy nó rơi vào một cái tình huống là bạn đang ăn dồn vô một lúc mà nó quá nhiều. Thậm chí nó sẽ có luôn cái trường hợp là 1.500 calorie mà các bạn ăn theo kiểu là các bạn ăn một bữa là các bạn ăn cỡ 500 calorie là cỡ một cái ổ bánh mì thịt với heo quay và trứng. Rồi còn một bữa còn lại bạn sẽ làm nguyên một cái nồi lẩu với việc là full topping. Thì như thế nó mới đạt được 1.000 calorie. Thì như thế nó sẽ làm rơi cái xác suất mà nó rơi vào khoảng tầm 75-80%. Thì cái bữa mà bạn ăn 1.000 calorie nó lại rơi vào cái buổi tối, là cái buổi mà sau đó bạn ăn là bạn sẽ không có vận động nhiều. Mà chính cái yếu tố và cái chiến lược này nó làm cho cơ thể của bạn nó dễ dàng bị thặng dư, đột biến cái lượng calorie vào buổi tối. Mà cái điều này làm nó diễn ra thường xuyên thì bạn cực kỳ dễ tích mỡ bụng và tăng cân rất là nhanh nha. Nên nếu mà bạn ăn khoảng là 1.500 calorie một ngày, lời khuyên của tôi là bạn cố gắng bạn làm sao cho cái bữa sáng bạn ăn khoảng tầm là 500 calorie. Ví dụ như bạn ăn một tô phở đi, thì khi đó cái cơ thể của bạn nó vừa đủ năng lượng cho cái buổi sáng bạn làm việc. Bởi vì đa phần chúng ta cái thời gian một buổi sáng chúng ta sẽ làm việc khá là nhiều và chúng ta sẽ tiêu thụ rất là nhiều calorie, mà cái thời gian mà buổi trưa là chúng ta sẽ vận động ít năng lượng hơn. Còn nếu mà bạn nào mà đi tập luyện thể dục thể thao buổi chiều á, thì sau đó bạn ăn cái buổi tối á, bạn cũng chỉ nên ăn vừa đủ thôi. Chứ mà nếu một buổi tối á, bạn ăn bằng tổng lượng calorie mà của buổi trưa cộng với buổi sáng, thì cái xác suất là bạn sẽ tích mỡ rất là cao. Do đa phần là một là cái đồ ăn buổi tối thì nó giàu dinh dưỡng, nó nhiều chất béo, nó nhiều chiên xào, nhiều dầu mỡ hơn, đúng không? Bây giờ bạn tối bạn thử mình đi ra đường coi thử là những cái quán ăn coi thử nó ngập dầu ăn và nó nhiều đường nhiều béo không là bạn biết liền rồi ha. Rồi cái chiến lược thứ hai là bạn phải cố gắng là bạn uống nước lọc nhiều hơn. Tại vì sao? Tại nước lọc là dĩ nhiên là nó không có calorie rồi, nó không phải là nước ngọt rồi. Mà ví dụ như là bạn muốn mà tạo cái cảm giác mà no ảo cho cái cơ thể của bạn thì khi mà ví dụ như là trước mỗi bữa ăn bạn uống khoảng tầm là 200-300ml nước lọc, cái xác suất mà bạn sẽ mau no nhiều hơn. Mà chính cái việc mà bạn mau no nhiều hơn nó làm cho cái quá trình mà bạn thay đổi cái thói quen. Ví dụ như là bạn no rồi thì bạn làm cái gì? Bạn ăn ít lại, đúng không? Đó, thì đó là một trong những cái bí quyết rất là hay để mà bạn giảm cân trong năm 2025 và để đón Tết 2025. Cái bí quyết thứ ba là buổi sáng bạn cố gắng bạn uống nước chanh ấm đi. Tại vì cái phần chanh ấm nó là một trong những cái yếu tố mà nó giúp bạn giảm cân, nó làm sạch cái đường ruột của cơ thể của các bạn. Và bạn nào mà không uống được mà cái nước chanh ấm, bạn uống nước ấm thôi cũng được, thì điều này nó cũng đã rất là tốt rồi nha. Cái điều này rất là hay. Rồi cái yếu tố cuối cùng mà tôi muốn nói với bạn là bạn phải hạn chế cái việc bạn ngồi bạn ăn vặt lại. Ví dụ như nha, trong một cái bàn làm việc của bạn, lúc nào mà bạn cũng luôn sẵn sàng là bánh ngọt nè, kẹo nè, đường nè, trà sữa nè, thì cái xác suất mà bạn có thể giảm cân trong năm 2025 nó sẽ giảm đi khoảng tầm là 50-80%. Tại vì những cái món ăn đó, ví dụ như một cái ly trà sữa thì nó không có quá khó để mà nó có thể vượt tầm 500 calorie. Mà giờ bạn thử nha, nếu mà bạn đang muốn giảm cân, bạn đang muốn giảm bớt cái lượng calorie, mà mỗi ngày bạn đắp vô cộng thêm một ly trà sữa 500 calorie, bạn nhân cho 7 lần 5 là 3.500, đúng không? Là xác suất là 7 ngày là bạn hoàn toàn có thể tăng thêm cỡ nửa ký trong 7 ngày rồi. Như vậy làm phép tính ngược lại, nếu mà bạn giảm đi những cái yếu tố ăn vặt đó, bạn thay cái ly trà sữa đó của bạn, bạn thay cái miếng bánh ngọt full topping, ví dụ như là bánh trứng, bánh bông lan, phô mai, trứng muối chẳng hạn vậy, bạn thay bằng một quả táo, nó chỉ có 50 calorie, thì có phải là mỗi ngày bạn sẽ tiết giảm được khoảng tầm 450 calorie không? Nhiều không? Một ngày giảm như thế nó không quá nhiều, nhưng mà 7 ngày
10 ngày thì hoàn toàn bạn có thể giảm hẳn đi từ 8 lạng đến 1 kg. Mừng chưa? Đấy, đấy là một cái cách mà rất là đơn giản để trong vòng cỡ 2 tuần bạn hoàn toàn có thể mất đi cỡ 1 kg. Bởi vì tôi đã tầm thử làm việc đó và tôi đã giảm 25 kg từ 104 về 79 kg chỉ bằng 3 việc đó. Là một á, là ăn đủ 3 bữa một ngày, hai á, là cố gắng mình giảm cái việc ăn vặt lại, ba là mình uống nước ấm hoặc là nước chanh mật ong ấm vào buổi sáng. Và cái việc thứ tư nữa là cố gắng tập luyện thể dục thể thao đều đặn và thường xuyên. Nhớ nha, nhớ 4 việc đó nha.